Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn chiếc Honda e-Blade mới nhất mà Honda vừa mới cho ra mắt tháng 6 năm 2022 vừa qua. Thì ở video này mình xin phép được tạm gọi nó là phiên bản 2023 cho nó dễ phân biệt nhé các bạn nhé. Đây là hai phiên bản đặc biệt của dòng e-Blade 2023 các bạn ạ. Một bên là chiếc màu đen, còn một bên là chiếc màu xanh các bạn ạ. Chính xác hơn ý, thì là một bên là phiên bản đặc biệt 160 phân khối, còn một bên là phiên bản đặc biệt 125 phân khối các bạn ạ. Mình vừa quay sơ qua cho các bạn một vòng rồi, thì các bạn thoáng nhìn qua ấy, thì các bạn có thể không thể phân biệt được đâu là phiên bản 120, đâu là phiên bản 125 phân khối, đâu là phiên bản 160 phân khối, đúng không các bạn? Nếu các bạn chú ý nhé, thì các bạn để ý là phiên bản 160 phân khối thì nó sẽ có tem dán ở phần ngay phần yếm này, nó sẽ ghi là SB160 các bạn ạ. Nhưng đó là thằng 160 phân khối thì nó sẽ ghi tem ở 60 phân khối hay 160 phân khối ở đây. Còn thằng 125 ví dụ như phiên bản đặc biệt này thì nó lại không ghi phân khối hay là không có tem phân khối dán ở trên yên xe, yếm xe như thế này các bạn ạ. Các bạn nhìn nhá, nó sẽ không dán trên này. Chỉ có hai phiên bản thường thì nó sẽ dán lên thôi các bạn. Đây, ví dụ như cái phiên bản tiêu chuẩn ấy, nó là màu sơn bóng này, màu đỏ hay màu xanh này, thì nó sẽ có tem chữ 125 nó dán là gì nhỉ các bạn này. Các bạn thấy không? Có chữ Honda, có chữ AB dán 125 này. Tem dán thôi nhá, không phải tem nổi đâu các bạn. Đó, đây, ví dụ như con màu xanh nó cũng thế các bạn. Nó hơi chật một tí các bạn thông cảm. Đây, nó cũng như thế nhá các bạn nhá. Đó này, cái phiên bản 125 phân khối phiên bản tiêu chuẩn thì là nó sẽ dán tem như thế, còn thằng phiên bản đặc biệt thì nó sẽ không dán tem các bạn ạ. Không dán tem phân khối lên trên đấy các bạn ạ. Đó. Thì ở cái video này thì mình sẽ quay review cho các bạn hai cái phiên bản đặc biệt của 120 phân khối và 160 phân khối. Tiện đây thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn cách để chúng ta nhận biết được đâu là phiên bản 125 phân khối, đâu là phiên bản 160 phân khối nhé các bạn nhé. Về tổng quan về cái kiểu dáng hình thức bên ngoài thì các bạn thoáng nhìn qua thì các bạn thấy nó giống nhau, gần như là y xì như nhau đúng không các bạn? Nhưng mà để vào chi tiết thì nó sẽ có một vài điểm để các bạn nhận biết này. Ví dụ như đầu tiên ở cái phần 125 phân khối, phiên bản 125 phân khối thì cái phần màu này là cái phần ốp phía trước này, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó phẳng so với cái mặt đồng hồ này. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, phẳng đây, cái màu đằng trước này nó được làm bằng nhựa, kiểu dạng nhựa hơi trong một chút và màu bóng các bạn nhé. Đây thì cái phiên bản 150 nó sẽ nhô cao lên như này các bạn ạ. Trông nó, mình trông thì nó đẹp hơn, trông cảm giác kiểu nó sẽ có cái điểm nhấn hơn. Đây nó sẽ cao hơn. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn từ phía sau nhé, các bạn nhìn thấy đấy, nó sẽ cao hơn cái mặt đồng hồ này và nó sẽ hơi trong suốt một chút các bạn nhé. Đó là cái điểm đầu tiên về các bạn nhìn về phía trước. Và tiện thì mình cũng chia sẻ luôn là các bạn hoàn toàn có thể lắp độ được cái màu của thằng 160 sang thằng 125 nhé các bạn nhé. Cái điểm thứ hai các bạn ơi, là cái thằng e-Blade này nó có cái chức năng khóa bánh sau, tức là khi các bạn bóp chặt tay phanh, các bạn gạt cái cần khóa bánh lên đấy, thì cái bánh sau nó sẽ khóa lại, nó sẽ không quay được nữa các bạn. Đây các bạn nhìn mình nhé, mình khóa lại thì nó sẽ không quay được nữa đấy. Các bạn muốn quay được thì các bạn hãy bóp vào để nó bật ra đây. Đấy, thì là các bạn thả ra thì bánh sau lại quay bình thường. Thì cái đấy là mình xin chia sẻ thêm cho các bạn là cho biết. Thì ở cái phiên bản 125 thì nó là một cái kiểu dạng như một cái thanh sắt nó thò ra như này. Đấy các bạn ạ. Còn ở phiên bản 160 thì trông nó có vẻ là tinh tế hơn một chút, trông nó lịch sự hơn một chút, là nó là một cái thanh cài như này. Đấy, khi các bạn bóp chặt vào thì các bạn gạt nó vào nha. Đấy, thì các bạn thả phanh ra thì nó cũng bóp phanh, nó cũng khóa bánh sau lại. Đấy, nhưng mà nhìn thì cái thanh này nó to hơn và trông nó mình cảm giác nó đẹp hơn. Đấy là cái con mắt thẩm mỹ cá nhân của mình thấy như thế. Đó là cái điểm chú ý thứ hai. Còn một số cái chi tiết nhỏ khác, ví dụ như là màu yên, ví dụ thằng 160 này, phiên bản đặc biệt này là màu yên của nó là màu yên nâu với cả pha lẫn màu đen. Còn thằng 125 này thì nó chỉ màu đen không thôi. Và phía trước có màu bóng một chút và phía sau là nó có một chút chấm chấm gọi là hoa văn thêm. Đây, tay giác của nó thì màu sơn đen bóng. Còn của 160 phiên bản đặc biệt là sơn cũng đen nhưng mà sơn kiểu dạng sơn nhám, sơn mờ đấy các bạn. Đấy, nhiều bạn, mỗi bạn gọi tên khác nhau. Thế thôi các bạn. Còn về mặt động cơ thì Honda e-Blade 2023 dù phiên bản 160 phân khối hay là 125 phân khối thì đều được sở hữu động cơ EB cộng nhé các bạn nhé. Đây, đây là mình quay thằng 160 nhé. Đây thằng 125 cũng là động cơ EB cộng các bạn ạ. Thì ở những video trước mình có nói rồi, động cơ EB cộng thì được Honda quảng cáo là tối ưu hơn rất là nhiều với 4 van nhé các bạn nhé, so với EB thường là chỉ có 2 van thôi. Và nôm na đơn giản cho các bạn nào chưa biết ấy, thì ví dụ như EB thường thì nó có một van hút, một van xả, còn động cơ EB cộng thì nó gấp đôi luôn, 4 van, 2 van hút, 2 van xả. Thì Honda quảng cáo là tăng tốc vượt trội rồi, mượt mà, vân vân, quảng cáo quá trời các bạn ạ. Cùng là mặt công nghệ động cơ EB cộng, nhưng chắc chắn rồi, thằng 125 phân khối còn một thằng là 160 phân khối thì chắc chắn thằng 160 phân khối thì nó sẽ khỏe hơn rồi các bạn ạ. Nhưng mà cái công nghệ động cơ thì là nó như nhau, chỉ có phân khối động cơ là nó khác rồi các bạn ạ. Thì phân khối động cơ nó lớn hơn thì cái lượng tiêu thụ nhiên liệu nó chắc chắn lớn hơn rồi. 160 phân khối là 2,3
trên 100 km các bạn, 2,3 lít trên 100 km đó các bạn, đấy thằng 160. Còn thằng 125 thì ăn ít hơn một chút là 2,26 lít trên 100 km các bạn. Những cái thông số này thì nó mang tính tham khảo thôi các bạn ạ, chứ về lý thuyết thôi, như mình nghĩ đi thực tế không bao giờ ăn như thế đâu, kiểu gì nó ăn tốt hơn. Về một số cái thông số khác, ví dụ như chiều cao cân nặng hay là một số cái kiểu dạng như là cái hãng nốt nó khác ấy các bạn ạ, đấy thì nó chỉ chênh nhau từng 1-2 mm thôi. Ví dụ như cái thông số cân nặng nha các bạn nhá, đây ở đây nó ghi cân nặng đây, thằng này là 113 kg đó các bạn ạ. Thế còn thằng 160 thì là 114, tức nặng nhau có hơn cân thôi. Còn một số cái thông số như chiều cao này, chiều dài này, độ cao của gầm, độ khoảng sáng của gầm xe giữa hai thằng này, này thì những cái thông số nó chênh nhau chỉ có một vài mm thôi. Đây mình sẽ để cái thông tin ở góc màn hình này, bạn nào quan tâm thì có thể bao lại để xem kỹ hơn nhé. Một cái điểm đáng chú ý thứ hai nữa về cái mặt công nghệ ấy, ngoài cái động cơ phân khối nó lớn hơn ấy, thì cái thứ hai đó là công nghệ phanh ABS được trang bị trên thằng 160 các bạn ạ. Cứ 160 là có ABS, còn thằng 125 sẽ không có ABS các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thằng 160 này, đấy, phanh ABS này, đó các bạn này. Thì có cái công nghệ phanh ABS này thì cái đĩa từ này thì nó đã làm chung với cái đĩa phanh rồi các bạn, tức là làm liền với đĩa phanh rồi, nó không làm rời như đời 2022 nữa các bạn. Đây các bạn xem thằng 125 nó sẽ không có, nó chỉ là phanh bình thường thôi. Phanh trước là phanh chỉ lực, còn phanh sau là cả hai thằng đều là phanh cơ các bạn. Đó, thì nhiều anh em cũng mong muốn là những cái phiên bản sau của Everest sẽ phanh sau cũng được trang bị phanh đĩa luôn, phanh chỉ lực luôn. Đây, thế còn phiên bản năm 2023 thì vẫn là phanh cơ nhé các bạn nhé. Thế thôi các bạn ạ, còn lại thì nó đều giống nhau hết các bạn, đều là làm mát bằng dung dịch, làm mát bằng dung dịch nhé. Cốp trong cốp xe thì cũng có được trang bị cổng sạc các bạn ạ. Cổng sạc và cổng sạc USB. Đây, đây là cổng sạc USB ở trong cốp và đèn soi cốp nhé các bạn nhé. Đấy, thằng 125 cũng có các bạn ạ. Đây, thằng 125 cũng có luôn. Nó cũng y vậy, nó không như đời năm 2022 đâu. Đời năm 2022 là phiên bản 125 sẽ không có cổng sạc ở đây đâu. Và phiên bản 150 ấy, thì nó lại là một cái kiểu sạc đầu tẩu ấy, chứ nó không phải là cổng sạc USB nha. Đấy, còn nếu bạn nào mà muốn cách bật cái đèn soi cốp này rất là đơn giản. Một là các bạn mở khóa ra, sau các bạn ấn vào khóa nha. Ấn vào khóa thôi, không cần mở. Đấy, khi mà ổ khóa kêu lên rồi thì đèn nó cũng sẽ sáng. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, các bạn hoàn toàn có thể ấn phím tìm xe trên cái chìa khóa này. Đây mình mở chìa khóa ra nhé. Đây, phím biểu tượng hình chiếc xe này, các bạn cứ bấm vào đấy thì là đèn nó sẽ sáng lên để các bạn lấy đồ trong cốp. Đấy, các bạn nhìn mình nè. Đấy thấy chưa? Mình bấm cái là bấm phím tìm xe cái này, đèn soi cốp sáng lên. Để ra chia sẻ thêm cho anh em xem biết. Cốp xe của bọn này thì đều rộng như nhau. Đấy các bạn nhìn này, đây, nó chia làm hai ngăn. Đấy, ngăn trên ngăn dưới các bạn hoàn toàn có thể rút bỏ ra cái ngăn này ra để cho cốp nó rộng hơn, và các bạn cắm nó vào như thế này để các bạn ngăn làm hai tấm cốp. Các bạn ơi, bình ác quy của bọn 2023 nó sẽ làm ở đây nhé các bạn nhé. Dễ lắm, các bạn chỉ việc tháo cái lẫy ra, ấn xuống bửa ra ngay là bình ác quy ở trong này. Các bạn hoàn toàn có thể tháo ra trong trường hợp mà ví dụ chẳng may là quên công tắc chìa khóa hết điện ác quy vân vân, thì các bạn có thể tháo ra xa hoặc là thay thế nhé. Đây, đây là mình xin chia sẻ thêm, hai thằng đều như nhau. Đây các bạn ạ, đều như nhau nhé. Đây, đấy bình ác quy cũng nằm ở đây các bạn ạ. Tiện nói về khóa thì các bạn ơi, khóa thì bọn này thì đều trang bị công nghệ khóa Sparky A3.0, đều y xì như nhau, cả 160 lẫn 125 đều như nhau nhé các bạn nhé. Đây mình đổ ra cho các bạn xem, đấy một chủ chìa khóa. Mình cũng đã làm video nói về cái chìa khóa này rồi, bạn nào quan tâm thì mình để đường link ở phần mô tả nhé. Đây chìa khóa cũng là một phím biểu tượng hình chìa khóa để sử dụng xe này. Đấy các bạn nhìn này, ấn vào ổ khóa này, ổ khóa sẽ đèn màu xanh rất là đẹp. Đấy các bạn mở cốp ở đây, đổ xăng ở đây luôn. Đấy, đều là phải mở cốp và đổ xăng ở phím này. Thì tiện nói về bình xăng của bọn nó thì dung tích bình xăng là 4,4 lít nhé các bạn nhé. Mình rất thích cái đèn xanh xanh, viền xanh xanh quanh ổ khóa này, đẹp thật sự, mình rất thích. Đấy các bạn. Còn đâu thì nó cũng có chức năng cảnh báo chống trộm đấy. Khi các bạn bấm vào cái phím biểu tượng hình cái loa thì coi sẽ kêu lên, đèn đỏ trên mặt đồng hồ nhấp nháy, là có ai động vào xe thì nó sẽ báo động đấy. Mình ví dụ nhé. Đấy các bạn thấy chưa? Nó sẽ báo động như này. Đó, thì cả 125 và 160 đều được trang bị như thế nhé các bạn nhé. Y xì như thế. Đấy thì mình xin chia sẻ thêm. Mặt đồng hồ thì cũng y xì như vậy các bạn ạ. Đây, khi mình mở lên các bạn nhìn mặt đồng hồ điện tử rất là đẹp, các cái đèn báo hai bên, các cái đèn thông số. Đấy thì mình cũng đã làm video nói về các cái đèn báo cũng như là các cái chức năng ở trên mặt đồng hồ rồi. Thì mình cũng để đường link ở phần mô tả nhé các bạn nhé. Đây, cái chùm chìa khóa của thằng 125 đây cũng như thế. Đấy, cũng tìm xe, cũng chống trộm, y xì, không khác gì nhau cả. Đây, mình mở khóa lên, cũng có đèn ổ khóa nhé. Đây, mở lên, mặt đồng hồ y xì luôn. Đấy, các cái đèn và tất cả các cái phần công nghệ mặt đồng hồ hay là đèn báo hay là đèn chiếu sáng ấy, đèn hậu thì nó đều như nhau. Đây mình quay cho thằng các bạn xem thằng 160 nhá, rất là to. Đấy, đây là đèn đèn hậu ấy. Còn một cái đèn nữa khi các bạn bóp phanh ấy thì nó sẽ sáng một cái đèn nữa. Đây để mình quay cho. Đây các bạn thấy chưa, khi mà bóp phanh nó sẽ sáng thêm một cái đèn nữa gọi là đèn phanh, đây là xi nhan nhé các bạn nhé. Đây mình quay sang thằng 125 cho các bạn xem này.
Đấy, phần đuôi đằng sau nhé, mình quay xa xa, mình quay ở trong nhà nên nó ánh sáng nó hơi tối một chút nên là các bạn thông cảm nhé. Đó, nó cũng sẽ có đèn phanh khi chỉ như thế đâu. Đây, đấy, khi bóp phanh thì nó sẽ sáng. Đây, mình quay ra phần phía trước cho các bạn xem cái đèn lái của nó nhé. Xi nhan của nó thì sẽ nằm ở hai bên như này. Đấy, và cả hai thằng này thì đều có đèn giải đèn trang trí dọc theo hai bên như này các bạn nhé. Đây, đấy, đây, mình quay sang thằng 160 cho các bạn xem này. Đấy, easy luôn, không khác cái gì các bạn ạ. Đấy, đây là đèn chiếu sáng. Đèn chiếu sáng của nó được trang bị đèn LED cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây, mình quay cho các bạn sang thằng 125 nhé. Đó. Cái thằng phiên bản đặc biệt này như mình đã chia sẻ những cái video trước đấy các bạn ạ, là những cái phiên bản bình thường, phiên bản tiêu chuẩn bình thường ấy thì nó là màu sơn bóng các bạn ạ. Nhưng thằng phiên bản đặc biệt thì nó sẽ là màu sơn nhám nhé các bạn nhé. Và có một cái điểm chú ý giữa phiên bản 160 và 125 phiên bản đặc biệt này thì phiên bản 125 nó vẫn pha thêm một chút số điểm, một số cái màu sơn là vẫn là sơn bóng các bạn, ví dụ như mặt nạ này. Cái chữ Honda này tiện mình nói là chữ Honda nổi nhé các bạn nhé, chữ nổi dán ở đây. Đấy, đây là mặt nạ này, các bạn nhìn thấy sơn bóng chưa? Đấy, nhìn phần ốp đầu trên nó cũng sẽ có một số cái phần sơn bóng xoát kèm theo cái phần sơn mờ, trông rất là hay, tạo sự tương phản. Ví dụ như mình quay đằng sau nhé các bạn nhìn đây là phần sơn bóng này. Đấy, chỗ lắp bình xăng này cũng là sơn bóng nhé. Đấy, nó kết hợp giữa màu sơn bóng và màu sơn nhám đấy các bạn, sơn sần đấy các bạn. Đây các bạn nhìn thấy giữa hai mảnh này, các bạn nhìn thấy cái độ tương phản nó khác nhau hoàn toàn. Đấy các bạn nhìn thấy, ví dụ như tay giáp nữa thì đấy là phiên bản 125, nhưng thằng phiên bản 160 thì hoàn toàn nó tất cả đều là màu sơn bóng hết các, à xin lỗi các bạn, tất cả đều là màu sơn nhám hết nhé các bạn, màu sơn mờ đấy, sơn sần đấy các bạn. Đây từ tay giáp này, màu sơn của nhựa này, đến các cái màu sơn khác pha trộn với nhau, các màu ví dụ màu xanh và màu đen. Đấy, phía trước cũng thế các bạn nhé, phía lắp bình xăng thế, màu sơn đen nhưng là màu sơn mờ, màu sơn nhám nhé các bạn nhé. Đấy các bạn ạ, những cái mảnh ốp vào nó cũng thế, phía đằng sau cũng tệ hại thế nhé các bạn nhé. Cả mặt nạ của nó luôn, mặt nạ của nó cũng là màu sơn mờ luôn. Đấy, nó xen kẽ các màu sắc với nhau và hoàn toàn là màu sơn mờ luôn. Cả giảm sóc trước này, vành trước này, đấy, giảm sóc trước, vành trước và vành sau, ốp bưởng côn hay là vành sau này, đấy thì đều được sơn màu, sơn nhám, sơn mờ hết các bạn ạ. Nhưng mình xin chia sẻ một số cái trường hợp, ví dụ như các bạn gặp một số cái xe người ta độ lên, người ta độ ví dụ độ mặt lạ hoặc là người ta dán tem lên thì các bạn sẽ không biết được đâu là phiên bản 125, đâu là phiên bản 160, thì có hai cách để các bạn kiểm tra. Các bạn ơi, các bạn sẽ di chuyển sang phần chỗ lốc máy này, này, bên phần bên trái của nó, chỗ gần chân trống này các bạn này. Đấy, các bạn sẽ hơi cúi xuống phần chân trống chính nhá. Các bạn nhìn này, ở đây nó sẽ ghi cái phân khối của nó. Ví dụ như thằng 160 này các bạn nhìn này. Đấy các bạn thấy không? Nó ghi là 157 cm3 đấy các bạn. Đấy là cái dung tích làm việc của nó, dung tích xi lanh của nó đấy các bạn. Các bạn nhìn rõ không? Đấy các bạn thấy 157 không? Đây là thằng phiên bản 160 nhé các bạn nhé. Đây, ví dụ như ở đây mình quay cái tem ở đây. Cái tem thông số ở đây lúc đầu này. Đấy là 156,9 cm3 thì nó đóng lên đấy nó làm tròn lên 157. Đấy còn trên giấy tờ, trên tem nhãn nó ghi 160 các bạn. Đấy là cái đầu tiên nhé các bạn nhé. Còn thằng 125 thì nó sẽ ghi ở chỗ đấy luôn. Các bạn cũng sang phần bên phải, các bạn cúi xuống. Đấy, nó cũng ghi ở đây. Các bạn nhìn thấy không? Nó ghi là 124 cm khối đấy. Đây này các bạn ạ. Đấy các bạn ạ. Mình quay ở dưới này nó hơi tối một chút, các bạn thông cảm nhé. Đây, thì so với thông số của nó thì là 124,8 cm khối, các bạn nhìn ở đây này. Đấy các bạn ạ. Thì đấy là cái để các bạn xem chính xác cái thể tích làm việc của thằng động cơ đấy, cái phân khối ấy, chính xác của thằng động cơ đấy các bạn nhé. Thế còn cái cách thứ hai các bạn ạ. Vì như lúc đầu mình chia sẻ với các bạn ấy, thằng 160 phân khối là nó mặc định có ABS rồi, thằng 125 là sẽ không có ABS. Thì các bạn chỉ việc mở cái đồng hồ này lên. Đó các bạn ạ, mở cái đồng hồ này lên thì các bạn sẽ mở đồng hồ lên, nó sẽ không có đèn báo ABS ở bên này. Thằng nào không trang bị đèn báo ABS thì nó sẽ không có đèn báo ABS nha các bạn ạ. Đây, đấy nha các bạn, mình mở lại, không có đèn báo ABS thằng 125 nhé các bạn nhé. Thằng 160 phân khối là có phanh ABS, trang bị hệ thống phanh ABS bánh trước, nên là khi mà mở lên nó sẽ có đèn ABS. Các bạn thấy không? Đây. Đấy, đó nó sẽ có đèn ABS. Hoặc là các bạn đơn giản các bạn có thể nhìn bên ngoài thôi. Cái thằng trang bị ABS nó sẽ có cái đĩa răng cưa nhỉ. Đấy, cái cụm phanh nó sẽ có đĩa răng cưa nhỉ, nó sẽ có cái vòng từ ở đây để nó truyền tín hiệu lên để hệ thống phanh ABS. Còn cái thằng 125 nó sẽ không có các bạn. Đó là những cái cách để các bạn phân biệt chính xác khi mà các bạn nhìn bên ngoài. Các bạn không thể biết được chính xác đâu nó là 160 phân khối, đâu nó là 125 phân khối. Thì đó là mình chia sẻ với các bạn cách để các bạn phân biệt chính xác luôn, từ cái mặt công nghệ ABS đến cái mặt thể tích làm việc động cơ của nó. Thì đây thì mình cũng chia sẻ cho các bạn cái giá bán và cái thời điểm hiện tại cụ thể là tháng 7 năm 2022 giữa hai cái phiên bản đặc biệt này, là một cái 160 phân khối phiên bản đặc biệt này đang có giá khoảng độ 61 triệu, còn phiên bản 125 phân khối đặc biệt kia thì nó có giá khoảng độ hơn 50 triệu, 51 triệu. Đấy thì nó chênh nhau khoảng độ chục triệu các bạn ạ.
cái tiền bán ấy thì mình chưa bao gồm tiền biển, tiền thuế và tiền đăng ký nha các bạn nhé, và nó chỉ là cái giá tham khảo thôi, ví dụ như sau này các bạn xem thời điểm sau video nó có thể lên xuống ít nhiều nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn rất là đẹp, mình xin chia sẻ thêm là cái tem của bọn phiên bản đặc biệt này nó được tem màu kiểu dạng màu vàng đồng ấy đấy, tem nổi Airblade dán ở đây ở dưới có chữ Black Edition rất là đẹp luôn, màu vàng đồng rất là đẹp. Còn những cái phiên bản ví dụ phiên bản tiêu chuẩn thì tem nó cũng là tem Airblade nhưng mà nó là màu bạc nhé các bạn nhé. Đây thằng 160 phân khối thì có chữ 160 phân khối ở đây và có chữ AB tem nổi ở đây, dán ở đây ở bên phần cánh yếm hai bên này rất là đẹp, và nó cũng có chữ Airblade. Và ở dưới này nó có cái tem, một cái tem dán lên trên này là Special Edition, có chữ Everest cũng là nổi và được làm màu vàng đấy các bạn, nhìn một vòng quanh hai chiếc xe nhé các bạn nhé, rất là đẹp, rất là mình rất là thấy ưng luôn ấy, nhìn rất là thích luôn ấy. Đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Honda Airblade 2023 giữa phiên bản 125 phân khối và 160 phân khối. Anh em có thêm thông tin gì về những chiếc Honda Airblade mới nhất này thì nhớ chia sẻ cho mọi người biết bằng cách là để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dối video của mình, đừng quên ấn một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.